Thủ tướng Cameron lên án chương trình ly khai của Tô Cách Làng, tin từ London. Thủ tướng David Cameron đã nhấn mạnh mẽ phản đối chương trình độc lập của đệ nhất Thủ tướng Scotland. Sự phản đối đang diễn ra trong lúc Scotland đã sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 9 để quyết định tương lai của vùng đất này. Theo kết quả các cuộc thăm dò, đa số dân chúng muốn tiếp tục sự kết liền đã trải qua 307 năm giữa Scotland và England. Tuy nhiên, đệ nhất thủ tướng Alex Salmond của đảng quốc gia Scotland đã làm thu nhỏ tỷ lệ giữa người ủng hộ độc lập và người ủng hộ thống nhất với England. Kết quả một cuộc thăm dò trong ngày 20 tháng 3 cho thấy 40% cử tri muốn độc lập và 45% cử tri phản đối. Tất cả ba đảng chính ở Anh là đảng bảo thủ, lao động và tự do dân chủ đều chống lại việc Scotland độc lập. Đệ nhất thủ tướng Alex Salmond của Scotland nói rằng những đe dọa của chính phủ Anh cho rằng 5 triệu dân Scotland sẽ bị khổ sở nếu tuyên bố độc lập là những lời tuyên bố không có cơ sở. Bộ trưởng Tài chính George Osborne nói rằng nếu quốc gia độc lập, Scotland không thể tiếp tục dùng đồng bảng Anh. Thủ tướng Cameron nói rằng ông Alex Salmond là một người không có một quan điểm nhất định nào cả, từng muốn đồng Euro bây giờ muốn đồng bản Anh và sẽ muốn có đồng tô kết làng. Ông Alex đã cắt 2 tỷ bảng để chi tiêu cho lời hứa mà không biết phải làm sao để trả lại số tiền. Một mặt ông Alex muốn thay tội đổi tất cả nhưng mặt khác muốn giữ sổ số, số đồng bản Anh, ngân hàng England. Ông Alex giống như một người xin ly dị nhưng đòi giữ chương mục chung, dùng chung thẻ tín dụng nhiều công ty và tập đoàn kinh doanh cảnh cáo Scotland sẽ trả giá rất đắt nếu tuyên bố độc lập. Nhưng những người ủng hộ Liên Âu nói rằng Scotland độc lập sẽ tránh được những hậu quả Anh quốc gặp phải sau khi tổ chức trưng cầu dân Ý để rút khỏi Liên Âu.